Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu mixer kỹ thuật số của thương hiệu WSC, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Thì cái mẫu này là Toothmix 16, thì cái dòng này nó có 3 size, Toothmix 8, 16 và 30 Pro. Thì hầu như các cái tính năng nó đều giống nhau cả, nó chỉ khác là nó số lượng cái output và input thôi. Thì cái bàn này nó có một cái màn hình cảm ứng 7 inch, chúng ta có thể điều khiển hầu như mọi cái tính năng ở trên cái màn hình này. Ngoài ra chúng ta có thể kết nối wifi với điện thoại thông minh và máy tính bảng để chúng ta có thể điều khiển không dây từ bên ngoài được. Đây là một cái mẫu mixer kỹ thuật số khá là nhỏ gọn, giá tầm tiền, hàng chính hãng, có CO, CQ, hóa đơn đầy đủ. Thì với cái mẫu này chúng ta có thể xài cho cũng khá các ứng dụng từ sự kiện này, quán bar, hội trường hay là thu âm. Ngoài ra chúng ta cũng có thể xài cho những cái hệ thống karaoke gia đình cao cấp được. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tí về cái mẫu mixer này nhé. Ok, thì đây là cái port của bàn mixer Toothmix 16. Đây là cái mã của cái mixer này, thương hiệu WSC, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Nhìn bên ngoài thì cái bàn mixer được thiết kế khá là đẹp. Nhỏ gọn, rất là thích hợp và cho rất là nhiều cái ứng dụng. Cái này thì nó có 22 input này và 12 output, 16 mic trên line với 12 cổng canon và 4 cái cổng rack combo. Rack combo này thì chúng ta vừa gắm canon vừa gắm Soly được. 4 line stereo, rack Soly, có cổng để gắm USB MP3 để chúng ta chơi nhạc nữa. Nó có 10 ốc, 6 cái ốc bằng đường canon này và 4 cái đường ốc bằng đường Soly cho tai phone kiểm tra này, main output. Ok, thì khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì nó đi kèm cho chúng ta một cái chiếc túi rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Đây là cái túi của sản phẩm, nó có chữ WSC ở đây. Cái hộp này chúng ta sẽ bỏ mixer vào xách đi mọi nơi, rất là nó tiện và nó bảo đảm cho cái mixer nữa. Trong này nó làm bằng xốp cứng. Này giống như một cái két của cái mixer vậy. Thì ngoài ra nó sẽ còn có một cái cục adapter chính hãng. Thì cái này nó gắm bằng nguồn adapter điện ô tô volt. Những cái hướng dẫn sử dụng cơ bản của cái con mixer này. Và đây là cái sản phẩm chính của chúng ta, đây là cái bàn mixer. Cái này nó có cái màn hình cảm ứng 7 inch đây. Thiết kế khá là nhỏ gọn. Hàng chính hãng của WSC. Rất là đẹp. Ok, để mình gắm điện xem, mình xem một tí về cái này cho nó rõ hơn. Ok, thì đây là cái bàn mixer Toothmix 16. Thì trên này là các cái ngõ in hầu hết là các ngõ in. Phía sau này thì nó sẽ có cổng cắm nguồn này, cổng USB và một cái cổng dưới này là có cái để kết nối wifi, cổng để cho chúng ta cắm mic touchpad. Để mình quay lại cho nó dễ thấy hơn một tí. Touchpad, cái mic đàm thoại đó, hai cổng left right chính, ngõ ra loa chính và 6 cái cổng ốc ao bằng canon. Sau này thì nó thiết kế đơn giản vậy thôi.
rất là nhỏ gọn, rất là đẹp. Phía trên này thì nó sẽ có 16 cái ngõ vào này, 12 cái mono thì sẽ lắp canon thôi, và 4 cái combo này thì vừa gắm canon vừa gắm 6 ly được. Ngoài ra nó còn có thêm hai cái đường stereo in ở đây, và tính cả cái đường USB nữa thì nó sẽ thành ra 22 ngõ vào. Cây này nó có thêm hai cái đường ốc out 7, 8, 9, 10 stereo, là tổng cộng 10 ốc đường cho phone, đường cho kiểm monitor, nguồn 48V. Đây là nút công tắc nguồn, nút WinZap. Nút này là sẽ hiện lên các cái thông tin hướng dẫn, nút ốc, khóa effect, khóa rub, nút tách để nói, nút phone monitor. Bên này nó sẽ có 4 cái nút người dùng, U1, U2, U3, U4. Cái này thì chúng ta sẽ di chuyển qua bên trái, cái này di chuyển qua bên phải. Cái này là copy và cái này luôn là dán, quay. Thì khi chúng ta kết nối với phần mềm thì nó sẽ có lên đến 8 cái U này lần, thì nó sẽ có nhiều để chỉnh hơn. Khi chúng ta kết nối với iPad rồi thì nó sẽ có nhiều chỉnh hơn. Còn cái nút số 0 này là nó sẽ trở lại cái cài đặt mặc định. Đây là một cái con lăn để chúng ta có thể điều chỉnh các cái tham số. 16 cái ngõ vào này nó sẽ có 16 cái nút để điều chỉnh cái gain, cái tín hiệu ngõ vào. Đây là cái nút home và trở về menu record play. Đó là các cái phím ở trên cái bàn này. Giờ chúng ta sẽ xem cái màn hình này. Thì khi chúng ta vào home thì đây, nó sẽ có từ input 1 đến 8. Input 1 đến 8. Qua bài này thì nó sẽ lật trang qua 1 tới 16. Stereo này. Ok, để mình ghim lại camera để chúng ta dễ xem ha. Ok, thì giờ mình sẽ xem một tí về cái màn hình này. Thì khi chúng ta nhấn nút home này thì nó sẽ hiện ra toàn bộ các cái phần có thể chỉnh được ở đây. Bên này nó sẽ từ ốc 1 đến 10 này. Các cái đường ốc. Đây là ngõ input 1 đến 8, thì trong này nó sẽ có từng cái để chúng ta có thể chỉnh được. Bên này là có cái đường left right chính này, main ra chính 1 đến 8, 9 đến 16. Thì khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ hiện ra các cái phần chỉnh dành cho từng kênh. Chỉnh từng kênh, tổng quát này, cái này là tổng quát EQ. Đây là phần EQ 4 bên. Cái này thì màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể chỉnh được trực tiếp trên màn hình luôn. Compressor này. Đây là phần compressor. Gate. Effect. Effect thì cái bàn mixer này nó sẽ tích hợp cho chúng ta 4 cái bộ effect trên này. 4 bộ effect. Chúng ta có thể chỉnh thoải mái. Đưa ra ốc và các cái chế độ cài sẵn. Trong này nó sẽ có cho chúng ta 120 cái chương trình cài sẵn của nhà máy. Nó sẽ vừa có các cái phần loa, những cái phần thiết bị của VSC và cả những cái phần nhạc cụ, các cái hiệu ứng nhạc cụ, những cái chỉnh của nhạc cụ hay là những cái micro nổi tiếng, nó đều tích hợp trong này. Đây đến 120 cái chương trình cài sẵn, và chúng ta có thể cài thêm 99 cái chương trình của chúng ta nữa, người dùng. Rất là nhiều các cái setup trong này. Này bấm nét được, nó sẽ có nhiều thứ. Chúng ta có thể bấm nét này, nó sẽ chuyển kênh được. Ok. Về main lại. Về này. Từ input là từ 1 tới 8, 9 tới 16. Qua bên này là phần stereo. Cái này nó thu âm được lên đến
22 chắc. Đây là phần stereo, đây là effect, 4 bộ effect. À, 4 bộ effect. Effect thì trong này có rất là nhiều các cái chương trình effect. Cái này mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi, tại vì nó rất là nhiều trong này, rất là nhiều chương trình chỉnh trong này thì mình cũng thể giới thiệu hết trong một cái video được. Đây là group, group nó có 8 group DCA, 8 group. Ok, rất là nhiều chương trình menu này, có cả RTA nữa, cũng thể đo âm thanh được, rất là nhiều tính năng trong này. Trong này nó còn có cả cái bộ 8 cái bộ lọc chống hú trong này nữa, chúng ta có thể xài cho hội nghị rồi rất là thoải mái. Rất là nhiều thứ để chúng ta có thể chỉnh được. Chúng ta chỉnh bằng tay cũng được, chỉnh bên này chỉnh bằng tay cũng được. Khi chúng ta chỉnh bằng tay thì có cái nút chỉnh bên này, chúng ta có thể chọn vừa chỉnh trực tiếp trên cái màn hình, hoặc là chúng ta có thể chỉnh trực tiếp trên cái trên bên này được. Cái này là nó chuyển kênh này qua trái phải, còn này là cóp và dán, rất là nhiều, rất là đơn giản. Bàn này cũng khá là dễ chỉnh thôi. Ok, thì mình vừa giới thiệu qua cái bàn mixer VSC Tube Mix 16 của đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Dòng này thì chúng ta có thể xài cho những cái phòng hội nghị nè, phòng họp, hội trường, quán bar, phòng thu, hay là chúng ta có thể hát karaoke cũng được. Nếu chúng ta cần một cái dàn hệ thống âm thanh cao cấp một tí thì chúng ta có thể sử dụng con này. Giá cũng rất là dễ chịu thôi. Hàng chính hãng của VSC, có COCQ hóa đơn đầy đủ. Ok, thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái mẫu sản phẩm này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.